Để coi coi, hồi nãy là một cây sâm hương rồi, rồi đây hai cây sâm hương. Rồi quý vị ơi, bonsai số 243, hai cây sâm hương 250 bao ship toàn quốc luôn. Anh nào quen là ship code là chuyển khoản nha. Đây có chậu, đây chậu này là chậu Nhật nha, dĩa Nhật nha. Đây là có cây luôn đó nè. Đó, có ông già luôn đó nè, thấy chưa, đủ bộ luôn. Bên đây là cái gì, dĩa luôn, có cái nhà luôn, trên là có cây cổ thụ luôn. Rồi nguyên bộ cum lê, hai và hai cây, hai chậu, hai sĩ gửi bao ship toàn quốc nha. Anh nào quen thì ship code là chuyển khoản nha quý vị. Cái này là tôi trồng lâu lắm rồi nha, vô trong đây ép vô đây là 7 tháng rồi ha, mà mấy cái rễ này là trên 5 tuổi hết rồi nha. Đó, cộng cộng lại cũng là mười mấy 20 tháng rồi đó. Vậy mới có cây bán cho quý vị vậy đó. Nội mà nằm vô dĩa là 7 tháng rồi nha. Rồi kết thúc luôn nha quý vị. Rồi xuống luôn đi ơi.